Ngày 22 tháng 11, Ủy ban Nhân dân xã Bình Thành tổ chức Đại hội Thể dục Thể thao lần thứ 6 và đón nhận bằng xếp hạng di tích lịch sử cấp tỉnh. Tới dự có đồng chí Phạm Thế Anh, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng Công an huyện, Thường vụ phụ trách xã, đồng chí Đặng Thái Bình, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện. Trong những năm qua, phong trào thể dục thể thao xã Bình Thành được duy trì phát triển, nhiều môn thể thao được nhân dân yêu thích như bóng đá, điền kinh, cầu lông, bóng chuyển hơi, thể dục dưỡng sinh. Các môn thể thao dân tộc có thế mạnh của xã như kéo co, đẩy gậy, bắn nỏ. Toàn xã có một sân vận động, 5 sân cầu lông, 17 sân bóng chuyển hơi, có trên 1.000 người thường xuyên tập luyện thể dục thể thao. Đặc biệt, trong các ngày lễ lớn, người dân tích cực tham gia thi đấu thể thao, tạo nên phong trào rộng khắp, từ đó lựa chọn các nhân tố hạt nhân cho phong trào thể dục thể thao của xã nhà. Cũng tại đại hội, Đảng bộ, chính quyền, nhân dân các dân tộc xã Bình Thành vinh dự đón bằng xếp hạng di tích lịch sử cấp tỉnh, đó là địa điểm Ban Giao thông Liên lạc Trung ương, tiền thân của ngành thông tin và truyền thông, ở và làm việc trong thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp giai đoạn 1947-1954. Đây vừa là vinh dự và là trách nhiệm để địa phương phát huy các giá trị, di tích trong phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Tiếp đó, ban tổ chức đại hội đã thi đấu các môn thể thao trong khuôn khổ Đại hội Thể dục Thể thao xã Bình Thành lần thứ 6, bao gồm các môn tung còn và điền kinh. Trước đó, ban tổ chức cũng tổ chức thi đấu các môn thể thao như cờ tướng, bắn nỏ, nhảy xa. Kết thúc đại hội, ban tổ chức đã trao giải nhất, nhì, ba và khuyến khích cho các đoàn và vận động viên có thành tích cao trong đại hội.